Chào ông Liên. Đang lên nè, được rồi, nhanh lắm, tới rồi. Xin lỗi ông Liên. Nè. Lần sau cẩn thận một chút. Dạ xin lỗi ông Liên. Xin lỗi. Xin chào. Tôi là Flora Hà Tuệ Sang, là trợ lý cá nhân mới vào làm. Họp tới đây nha. Okay. Ok. Tôi là Tạ Hảo Thành, chủ nhiệm của bộ phận này. Gọi là Ronan được rồi. Chào ông. Chào cô. Cô sẽ là trợ lý riêng của tôi. Bàn này là chỗ làm việc của cô. Trên bàn có số tài liệu, cô cứ từ từ coi. Bây giờ tôi hơi bận. Trên đây chúng ta cùng ăn trưa, đến chuyện đó hãy nói tiếp. Ăn gì cứ tự nhiên gọi. Món dê của tiệm này cũng ngon lắm. Ông Tạ à? Gọi tôi là Ronan. Anh Ronan, bộ chỉ có chúng ta đi thôi sao? Tôi chỉ hẹn cô ăn cơm, chứ không có hẹn ai khác. Có vấn đề gì sao? Không có gì, không có gì. Cô có biết là phản ứng gì rồi của cô sẽ phá hoại quan hệ thân mật giữa cô và cấp trên không? Thú thật, ngay càng lúc tôi càng ngưỡng mộ giới trẻ của thời nay. Càng lúc càng khéo ăn diện. Hơn nữa càng ngày lại càng đẻ. Phản ứng như vậy là tốt đó. Con người của tôi thì rất thẳng thắn, và cũng sẵn lòng giúp đỡ giới trẻ. Nó thích hợp với người đó, cho người đó vài cơ hội thăng chức cũng không thành vấn đề. Sao? Tối nay có hứng thú đến nhà của tôi để chúng ta tìm hiểu nhau kỹ thêm không? Liệu có nhanh quá không? Không đâu, anh giúp tôi đi. Anh là bạn thân của tôi. Anh không cho tôi mượn thì ai cho tôi mượn? Ai không biết anh Đen từng lừng danh trong ngành môi giới xe. Tôi cũng phải gọi anh một tiếng anh hai mới kiếm được hai bữa cơm. Bây giờ anh gặp khó khăn, tôi càng khó khăn hơn. Anh đừng nói vậy, ít nhiều gì cũng cho tôi mượn chút đỉnh đi. Chúng ta là anh em thân thiết lâu năm rồi. Thôi thật, hôm nay đến đây chỉ tính gặp mặt thôi. Hay để tôi suy nghĩ có được hay không. Hả? Xin lỗi nha. Alo, dạ ông chủ Mã, dạ. Thì tôi có chuyện hả? Dạ được, được, tôi đang ở gần đây thôi. Tôi tới tìm ông nha. Anh về hả? Dạ. Ê, nè, 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 nè. Ê, tính tiền phải không? Tôi chưa về, tôi chưa về. Chết rồi. Chà, đúng là cô hả? Thiệt tình nhận không ra luôn á. Chơi trời ơi. Không có gì, không có gì. Tôi không quấy rầy cô, không quấy rầy ha. Hai người quen nhau hả? Bạn trai của tôi. Bạn trai? Bạn trai trước đây. Tính của ảnh rất quái lạ, thường kinh thất thường và lại hay nổi nóng, nên chúng tôi đã chia tay trong tình trạng không vui vẻ. Nhưng mà ảnh vẫn còn chút thành kiến với tôi. Thì ra là vậy. Hai người này mặc kệ đi. Sau này có vấn đề gì thì cứ việc nói với tôi. Xin lỗi nha, tôi muốn đi toilet. Trời, tôi bị tội gì đây nữa mà đang. Miệng nghe. Cô ăn mặc lịch sự vậy mà muốn cám dỗ người ta sao? Chà, có bộ hình tượng nữ văn phòng của cô coi được quá chứ. Tôi kêu anh im miệng chứ. Trời ơi,
Trời, chị hai phải coi chừng cột sống của tôi chứ. Đàn ông quan trọng nhất là cột sống, vợ của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh đừng có nói nhảm với tôi nữa. Tóm lại sau này nhìn thấy tôi coi như là không quen biết. Nếu không bảo thiết là đánh lần đó. Biết rồi, không có gì khó. Nhưng mà có điều kiện á. Anh có tư cách gì ra điều kiện với tôi? Nè, nếu như cô muốn tôi biến ngay bây giờ thì cô hãy trả tiền nước dùng cho tôi đi. Biến đi. Bàn giao xong. Nhân viên thường không được vào đây. Tôi có một tài liệu muốn giao cho ông Liên. Tất cả tài liệu đều có người chuyên trách giao cho ông Liên. Cũng không biết quy tắc là sao. Tôi mới vào làm, tôi tưởng tài liệu quan trọng là phải về chỗ hỏi người ta làm sao đi. Tôi xin lỗi. Hai người nước ngoài này là thành viên của tổ chức khủng bố Trung Đông. Cuộc tình báo đã điều tra tính chất nhập cảnh của chúng. Mục đích của chúng là nước Pháp. Chúng ta đã báo với Tổng bộ Cảnh sát Hình cảnh Quốc tế để ý chúng nhập cảnh. Chìa khóa cửa mà cô chụp được có lẽ do nước Mỹ sản xuất. Đó là kiểu bảo an mới nhất. Tất cả chìa và ổ khóa đều có hệ thống mật mã, không thể làm giả được. Anh biết đang nghiên cứu coi có cách nào để hóa giải hệ thống để vào trong điều tra. Nhưng những nơi khác tôi đã đi hết rồi. Xem ra tất cả những thứ quan trọng đều ở tầng của Liên Hợp Văn. Tiếp tục cố gắng. Tài liệu của cô nhất định sẽ giúp ích. Madam à, tôi phải trả giá rất đắt đó. Ngày nào tên Ronan đó cũng quấy rối tình dục. Nếu không phải chi dưới thân phận thì hắn đã nằm trong bệnh viện từ lâu rồi. Đã từng tuổi này đâu cần tôi phải dạy qua cách ứng phó. Bên cục tình báo nhận được tin Liên Hợp Văn và kẻ bán đạn đạo sẽ đổi ngày giao dịch sớm hơn. Cô phải tăng tốc hành động, cố gắng tiếp cận Liên Hợp Văn để nắm được thời gian và địa điểm giao dịch. Cô phải cắm giữa thêm một người đàn ông không phải chứ? Cố gắng lợi dụng tài năng của cô. Nhược điểm của đàn ông đâu cần tôi phải chỉ cô. Cô đâu có nói là phải hy sinh sắc đẹp đâu. Tôi cũng đâu có nói là khỏi.